Làm sao để tránh bi động trong đầu tư thì đây là một cái câu hỏi mà mình gặp được cái đoạn gần đây sau khi mà thị trường có một phiên FTD rất là mạnh vào thứ sáu cuối tuần vừa rồi. Thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm làm sao để mình tránh được những cái bị động trong đầu tư, bị động trong giao dịch, và mình sẽ luôn có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng khi mà thị trường có biến động như nào mình cũng có thể ứng phó được. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm, chúng ta phải có kịch bản giao dịch trước khi giao dịch và trước khi đầu tư, và trước khi mỗi phiên giao dịch chúng ta đều phải có kịch bản. Dù xấu dù tốt thì chúng ta cũng đều có một kịch bản để khi mà kịch bản đó xảy ra chúng ta sẽ hành động theo nó. Và nếu anh em càng làm chi tiết thì anh em sẽ càng có những cái hướng hành động thực sự là chính xác trong cái phiên giao dịch đó, và chúng ta tránh bị cuốn theo bảng điện, cuốn theo những cái phiên xanh đỏ hay là những cái phiên hoảng loạn hay những cái phiên FOMO hưng phấn của thị trường. Thì chúng ta đã có những kịch bản giao dịch sẵn có rồi, và cái kịch bản đấy thì nó sẽ có cả điểm mua điểm bán, chúng ta mua như nào bán như nào và chúng ta mua khi nào thị trường xác nhận, hay là chúng ta bán khi nào khi thị trường vi phạm điều gì. Thì cái đấy là cái điều mà mình thường hay làm trước mỗi phiên giao dịch, và điều này mình vẫn cũng luôn chia sẻ với những khách hàng, với những người đồng hành cùng mình. Tại vì chuẩn bị cho việc giao dịch cũng như là chuẩn bị tốt cho những việc giao dịch cũng như là giúp các bạn gần như thành công đâu đó khoảng 70 đến 80%. Đấy. Và chúng ta vào phiên chúng ta cũng sẽ có một cái tâm thế nó thoải mái hơn. Đấy. Và nếu mà bạn nào không có thời gian hơn thì chúng ta sẽ có một cái view tổng quát hơn, nó xa hơn đúng không? Để chúng ta sẽ nhìn vào đó để chúng ta làm sao để chúng ta hành động cho nó thật sự hợp lý nhá, để tránh những cái biến động nhỏ làm ảnh hưởng đến tâm lý lớn. Là chúng ta có thể là bán sớm cổ phiếu hay chúng ta mua một cách FOMO quá, đến khi hàng về cho nó lỗ chúng ta lại lại hành động, nó cứ những cái sai lầm nó liên tục nó lặp lại đấy, nó sẽ khiến cho cái hiệu suất hay là kết quả đầu tư của các bạn nó sẽ không được tốt đấy. Thì đây là những cái kinh nghiệm của mình sau khi đầu tư gần 10 năm trên thị trường, thì đây là những cái kinh nghiệm của mình đúc rút ra để giúp anh em làm sao chủ động trong giao dịch và chủ động trong cái việc đưa ra những quyết định đầu tư của mình, để tránh bị FOMO, tránh bị bán hoảng loạn, tránh bị mua FOMO đấy. Đây là những cái chia sẻ của mình nha, anh em có câu hỏi gì thêm thì có thể để lại dưới phần bình luận. Chúc em đầu tư thành công.